được con cá rô phi lớn rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ mới được con bự nè. Wow, nghe nó nặng cằn luôn hả? Con này mấy lạng anh? Cỡ 3 lạng không? Sáng hôm nay mình lên trên cái đập ở trên khu trên này mình đi câu cá nha các bạn. Thì bây giờ mình lên đây thì vô tình gặp lại một cái anh này quen hồi xưa học lái xe chung. Bây giờ ảnh cũng đang rảnh, ảnh có thời gian ảnh đi câu cá, mình lên đây mình câu, mình gặp ảnh rồi ngồi trên này. Bây giờ hồi sáng giờ là ảnh câu được một xô nè. Đây, một xô có con cá bự nè. Bây giờ ảnh câu dính lên nữa nè. Nè nè nè. Quay đi bên đây. Đó. Một lần ảnh câu ảnh giật lên là một nồi vậy các bạn. Thì bây giờ mình ngồi với ảnh đây mình câu thử đi. Có dính không? Này chắc mồi lử này chắc ít ha anh. Ít. Mồi đó nó ít ăn lắm. Đó, con cá. Con cá này mới giật được cái lử dĩa nè, bự. Rung rung á, rung cái lưng đó khỏi xuống. Cho nắng không thấy gì. Rồi. Để vô luôn. Giờ mình qua đây mình đứng lên câu thử rồi. Nó màu tan mồi dữ nè. Đúng rồi. Thả xuống lên tan liền hả? Nếu mà câu lưới này thì câu một trùng lưới này bự không? Đó, dính kìa các bạn ơi. Đó. Bắt mồi đơn giản lắm. Là một cục cám. Gắn ở trên cục dây nhợ này là thả xuống thôi. Gắn trên dây nhợ vậy hả? Vậy nó anh thả xuống cái nó tan liền sao? Nó không tan. Móc vô lưỡi thì nó tan nhanh tại vì móc nhỏ, còn móc vô đây móc mồi bự mà. Ừ. Bây giờ mình không câu nữa, mình ngồi mình coi anh câu luôn, câu thả xuống cái lưỡi câu của mình câu không được. Này anh câu về anh ăn hay là sao? Cho cá, nhà nó cá lớn đó. Mình nhìn sao mình biết nó ăn à? À, giật đại chứ. Ờ. Tại nước nó sống quá đó, mình không có thấy. Dính được một con nữa. Dính được một con. Chứ. Con này nhỏ quá. Ngày nào anh cũng lên đây câu hay sao? Không, lâu lâu thôi. Tuần câu bữa hay bữa. Lần câu về là khoảng được mấy ký không anh? Tùy, nó xui. Mà được khá ký, 2 ký, 2, 3 ký. Đó. Anh cái này mà phơi khô nha. Phơi khô chiên à. Chiên lên uống bia là đúng bài luôn. Làm còn sạch sẽ, cắt đầu, moi ruột, rửa sạch xong phơi khô. Cá này mà không ấy ruột nó đắng ha. Đắng lắm mà nó dơ. Cá này là làm cắt đầu. Cái lử câu dĩa này nè, anh qua bên cái bụi lục bình bên bển á. Ừ. Qua bụi bình hướng bên đó nó câu nhiều lắm. Không nhiều mà lâu lâu có cá lớn. Ngày hôm qua em ngồi bên bển coi cái anh kia câu là anh giật thả xuống, giật thả xuống giật nhanh. Bên này còn chậm chứ bên. Phía bên bộ lục bình bên. Lưỡi dĩa đúng không hả? Lưỡi dĩa luôn, anh giật lẹ lắm. À, ở đây toàn cá nhỏ mà lục bình thì có cá lớn. À, một lưỡi dính 2 con à. Này giờ nó giật nó bơ bơ lại cái mình giật cái nó sốc luôn ha. Trời. Có sốc. Có con giật rớt mắt. Có con giật nó dính ngay bụng. Sống quá không thấy đường. Đó, lên một nồi nè. Giật lại nha. Mình không có nghe cảm giác nó ăn hả? Thì sống sống này đâu có nghe phao đâu. Kiếm cái úp mấy cục đá, úp chặn mới quay chứ để nó gió nó bay xuống luôn. Để tôi phải tắm. Ở đây chờ
Nào chọi em. Đang câu chọi cá đi mày. Em thấy nó mấy người giăng lưới á, họ bơi xuống dưới họ đập. Là đập để cho nó chạy vô lưới à. Đúng rồi, đập thì cá nó sợ nó mới chạy. Còn không là nó trú. Có không? Vòng vòng phía ngoài á. À phải đôi chục. Nó câu lên chùm 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 thấy mơi quá. Cái này nhà mình nuôi con gì á? Ủa, không lưỡi không có ngạnh hả? Ngạnh sao gỡ ra được? Có mấy con có màu xanh xanh tím tím là sao anh? Phải cá rô. Giống màu cá nó vậy. Nó giống như cá bị màu rô phi nó nhiều màu. Ừ. Con ông này đỏ con xanh. Ông này chắc cũng 2 lại 3 lạng à, bự chùm chùm. Tới đây chắc cỡ lạng nè, hay lạng hay lạng. 3 lạng nhiều à. Không có wow. Chứ không có móc trên nhợ như này. Cứ thả không xuống là được. Giật đại cái canh canh giật. Giật đại mà dính giật cái nào dính cái đó, giật cái nào dính cái đó. Đây 10. Dạ sao lên được con giật 2 lạng bắt đầu đã hả? À, nó chạy cho một lúc mới lôi lên được. Cái lưỡi dĩa này nó có loại dĩa bự dĩa nhỏ ha. Đủ loại hả? Không. Không thiếu gì. Đó, loại nào cũng có. Giật một cái lên một nôi. Lần 4 con, 5 con, này 5 con luôn. Cá nhỏ không? Nghe cong nha, cong cằn luôn, giật lên thấy cong cằn luôn. Một xíu không. Đó, lên một chùm nè, đó con này cũng được nè. Con này là giật nghe cằn cong nè đã ha. Đó. Vàng ướt mặt luôn. Mấy gì mập. Mấy con nó bắt được hay là câu? Anh cái câu cho con. Ở đây ngồi giật cá mơi luôn nè các bạn ơi. Dính một lần một 5 con một nồi. Đó. Ảnh giật cái nào cái nấy lên là ít nhất cũng khoảng từ 3 đến 4 con. Nhiều là 5 6 con. Mồi còn nguyên. Con mồi này câu giật lần thứ 2 đó. Đây, có một con này bự nè. Con này là bự hơi chói. Rồi sao nghe nói khu công nghiệp phải ra đây. Có. Nước này là nước của xưa, nước thải của khu công nghiệp. Nước của đó lên một nồi nữa. Hồ á, anh hỏi ông kêu là của ủy ban nhân dân tỉnh á. Của tỉnh hả? Chứ không phải của không. Ngày trước nó là cái hầm đất. Người ta làm dự trữ nước với phục vụ tưới tiêu khu dưới kia. Đây, 3 con. Ba con chút xíu. Hồi nãy giờ không có con lớn nữa. Giờ ít lại hả? Ít rồi, có lớn giờ. Chúng theo cái nhịp đầu rồi. Lần lớn chút. Ờ, được con 2 con cá lớn anh ơi. Các bạn ơi. 4 con mà rớt hết 2 con. Ừ. Đó. Con này trên trung bình. Trên trung bình hả? Ừ. Mai nó móc 3 cái lưỡi vô chỗ. Trời mình hết. Không biết sao nhưng mà cũng hên xui lắm á. Cá cá giật. Ồ, hay à. Em thấy cái phao nó nhịp nhịp á. Đúng. Đó, con này hơi to to tí nè. Cái này con này là dừa miếng này được con này là được ly bia rồi nè. Ly bia. À một lon bia rồi đó. Đó. Con đó thì mặn được, vậy còn mấy con nhỏ nhỏ khó mặn lắm. Nhỏ làm nổi đâu, cực công lắm. Có 2 con. Còn ngồi. Đây. Để em di chuyển qua coi anh này ảnh nè. Cái kia mới là cần thủ. À, anh này rất là chuyên nghiệp nha.
có dù luôn, có dù rồi thằng mấy chiêu bạc á, mà nó còn dù này là xài mọi địa hình luôn hả anh? Anh thường đi câu không? Ở đây, ở đây nè. Một lần anh đi câu thì là dài khoảng được bao nhiêu ký? Tùy nữa, cũng có cũng không. Cứ tự nhiên. Ở đây chiều em thấy người ta ra cũng nhiều lắm. Ồ, cây dù độc chứ hả? Chiều nó ra anh thấy ra kiểu như lưới luôn. Lưới luôn. À, coi anh quen pha thức ăn cho cá đây. Cái này xả. Cám gì? Gà, cám gà con. Cám gà con. À. Quăng vậy hả? Quăng vậy cái trên dài. Anh xả cám nữa cho dụ cá nó vô. Đây anh Hoàng, các bạn nhìn thấy cái chỗ câu của anh Hoàng về là chuyên nghiệp rồi nha các bạn. Bán chuyên nghiệp thôi. Bán chuyên nghiệp hả anh? Chưa chuyên nghiệp lắm à. Đi này đi là đi giải chiến thôi, đi còn đi mà đi bài bản là kinh khủng hơn nữa. Cái vô mấy cái chỗ giải trí thì nó không hay, tại vì cái hồ nó nhỏ với lại cái chỗ câu đó em cũng không thích lắm. Nó không có thiên nhiên, nó không có tự nhiên. Tự nhiên đi không nổi không? Tự nhiên giờ đi ra, giờ anh ra đây chẹt quá. Cái lúc này anh ra thử đây thôi như. Tự nhiên đi tuốt trên Mã Đà, Phước Bé, Hoàng Thị An, Phước Hòa. Dạ. Từ chiều giờ là một đêm đó là Phước Hòa. Câu ban đêm luôn hả? Từ 5 giờ chiều tới 8 giờ sáng. Anh đi xe máy luôn hay sao? Xe máy hết rồi. Để mình chui vô mấy cái chỗ đó được không? Con nó đi xung quay, xung quay là cá bao. Dạ. Đập về cái bụi cụ đồ nó nuôi. Nó nuôi xong rồi nó thả cá chứ nó nuôi cho mình câu giải trí. Nhưng mà nó là hụt bán tự nhiên. Hôm nay là cái gì anh? Pha hương liệu. Cái mùi hôm cho nó vô hả? Cái rô phi rồi nó khác. Anh thì mơ chết người bên đây rô phi thử qua đây thử. Anh Hoàng pha mùi hương cho cá nó thích nghi để nó vô nó ăn mồi. Cái này là mùi gì anh? F1 nước đen. Anh giới thiệu em luôn em. Cái này nguồn Trung Quốc. Dạ. Nguồn Lãng Tử. Nguồn về anh đánh đài là nào cũng biết về ổng. Đài này đánh Đông Lạnh Khô. Hồi giờ cũng chưa lên đây thử, lên test thử. Thấy anh vậy cũng chuyên nghiệp quá rồi. Bán chuyên nghiệp thôi, anh mới vô qua cái nghề đánh đài này thôi, chứ hồi xưa là đánh chuyên về cái tra. Về cầu gạch chiếc hả, Hoàng Mập là ai cũng biết. Cầu gạch chiếc. Em thì cái tra em thấy không thích lắm nha. Nói chung cá. Cái tra nó không về, nó mới chuyển qua đánh đài chứ. Cá da trơn thì em thấy không thích lắm. Nhưng mà cá tra mà câu được con nào nó bự lắm á. Ha. Gạch chiếc thằng người đó lớn nhất là 17 kg. 17 kg tính là vậy cái độ bự nó bằng người ta luôn rồi. Bằng đứa nít. Cá con giờ nó vô nó ăn mồi. Nãy anh Hoàng hải cám cho nó về dụ nó vô nó ăn mồi quá trời. Được con cá rô phi lớn rồi các bạn ơi. Từ nãy giờ mới được con bự nè. Wow. Nhưng nó nặng cần luôn hả? Con này mấy lạng anh? Cỡ 3 lạng không? Đây. Con cá rô phi bự nè. Con này giống lai rồi phải không anh? Nó đục có màu. Wow. Có màu đỏ đỏ, đỏ tím tím. Thank you.
công sức nãy giờ anh ngồi cuối cùng cũng được một con cá to nè các bạn. Rồi bỏ xuống đây, chờ anh tí xíu anh sẽ làm mồi câu tiếp nha. Đó, thêm một con nữa rồi các bạn. Cá à? Wow. Sau một hồi gồng gã thì bây giờ cá bắt đầu cá lớn vô ăn từ từ nha các bạn. Các bạn ráng ngồi chờ thêm tí xíu nữa thì kiếm vài con cá bự nữa. Đó, đó, nhảy phạch 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 luôn. Đó, bắt đầu cá bự vô á. Giờ có cá bự vô và máy sắp hết pin rồi. Sáng giờ quay mấy em anh râu câu cái câu dĩa nhiều quá. Sắp hết pin rồi. Nè cá bự quá trời nè, từ từ về vài con nữa. Nước nguyên. Nước nguyên cả hồ về thì phải khát phải uống hay chứ là cái gì. Sao anh biết cái đập đèn dạy vô? Đó, thêm một con nữa. Con này là có lai không anh? Lai hết, đây toàn bộ lai hết. Nó có cái chữ bên hông giống cá la hán luôn không? Có, con cái chữ bên đây không có. Này đuôi đỏ đỏ đỏ. À, nó có chữ đó. Không, không có. Cái sọc sọc nó giống giống ha. Ít. Ê. Bên mé bên hầm đá kìa, nó thuộc la hán luôn, nó có ù gù trên đầu luôn. Con đó sảy chết không ta? Không. Lớn rồi móc vậy không chết, không chết. Gù trên đầu. Chữ hiện nguyên chữ tàu. Đây, chú phải chú Nhật đi câu vực đó. Đông quá ha. Nó mở vào cái lo rồi đông không sợ, vào cái lo cao kẹo kéo nó. Mệt ha. Nó câu cần sự yên tĩnh nó vậy. À, biết bên hầm đá bên đào quốc gia. Ừ. Bánh câu ngon. Quá. Ví dụ là mình đang nói chuyện vậy, mình đổ vậy nè. Đó, hai con luôn. Wow. Hai con bự luôn. Đã. Giờ cá lớn bắt đầu vô rồi. Cá nhỏ đi hết nè. Ở câu dĩa nó ăn cá nhỏ không ha? Cái nhỏ nó rỉ á. Câu dĩa thì nó lẹ, cứ cá nhỏ là giật, cá nhỏ là giật. Lẹ nó lại nó phá là biết liền. Cái này đợi nó. Đợi lúng phao là nó hết mồi. Lúc mà nó chưa lúng anh. Nó chưa lúng thì nó mới có rỉa, mình đâu có giật được. Nó chưa dính vô miệng hả? Nó chưa có ăn, nó đứng nó rỉa lắc lắc thôi. Nó ăn là nó sẽ kéo đi, nó chạy. Nước nắng gom cá, rớt nước lại cá gom. Sau một thời gian gồng gã thì anh Hoàng cũng đã câu được một số cá như đây. À, bây giờ mình máy cũng hết pin rồi. Máy hết pin rồi, giờ mình sẽ về. Anh Hoàng ở lại đây câu tiếp. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bạn nào thích những cái video clip của mình thì cho mình một like. Chia sẻ và ủng hộ giúp mình nha. Chào tạm biệt các bạn, bye bye các bạn.